Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về công danh sự nghiệp và tài chính tuổi Mậu Ngọ 1978 trong năm 2021. 1. Gia đạo và sự nghiệp tuổi Mậu Ngọ Nam Mạng. Nhờ bản tính lương thiện, tốt bụng, tuổi Mậu Ngọ thường gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Gia đạo hòa hợp, yên ấm, anh trên em dưới hòa thuận, yêu thương, đùm bọc nhau. Dù có những lúc xảy ra bất đồng, mâu thuẫn nhỏ, nhưng không ảnh hưởng gì đến tình cảm gia đình. Mọi người đều sẵn sàng bỏ qua, tha thứ cho những lỗi lầm của nhau. Công danh, sự nghiệp, có nhiều thăng trầm, lúc lên cao như diều gặp gió, lúc trải qua nhiều khó khăn, gian khổ. Khi làm việc, tuổi Mậu Ngọ thường có thói quen nóng vội, hấp tấp, chưa suy nghĩ kỹ càng, đã vội quyết định theo trực giác. Điều đó, đôi lúc khiến họ mắc phải nhiều sai lầm không đáng có. Càng trưởng thành, những người này càng hoàn thiện được bản thân mình hơn. Mậu Ngọ sẽ xây dựng được sự nghiệp vững chắc, thành công ở độ tuổi 40 trở ra. Mọi việc năm nay đều được giải quyết ổn thỏa. Mọi thứ đều tốt đẹp, công việc suôn sẻ, thành công. Nhưng chính vì sự thành công của bạn sẽ có tiểu nhân nhòm ngó và hãm hại bạn. Bạn cần cẩn thận hơn trong tiếng nói của mình để mọi chuyện tốt đẹp hơn nhé. Nhất là trong thế tháng 8, bạn không cẩn thận có thể rơi vào kiện tụng đó. Giao tiếp năm nay nên cẩn thận với những đối tác lâu năm, bạn không nên tin tưởng quá mức. 2. Tài chính của tuổi Mậu Ngọ Nam Mạng. Xem tử vi, tuổi Mậu Ngọ Nam Mạng 2021, chủ về, quý anh chi tiêu nhiều vào việc làm ăn, nguồn tài chính hay bị thất thoát nhiều. Dù tiêu pha nhiều trong công việc, nhưng nguồn vốn không thu hồi được. Hạn năm có nhiều cát tinh, nên năm 2021 là một năm hứa hẹn triển vọng sáng lạn về tài lộc đối với Nam Mậu Ngọ. Nhiều người được cải thiện, chế độ đãi ngộ, tăng lương, gặp may mắn bất ngờ, thu được thành quả lớn. Những người kinh doanh gặp lúc khai cơ, mở vận, lợi nhuận doanh số tăng cao, vượt mức dự đoán. Năm 2021 là năm tài lộc tiến tới, làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn, tài lộc đầy nhà. Một năm an khang thịnh vượng. 3. Gia đạo và sự nghiệp tuổi Mậu Ngọ Nữ Mạng. Cuộc sống gia đình của nữ Mậu Ngọ thường rất tốt đẹp và yên ấm. Nữ Mậu Ngọ thường là những người thiên về cuộc sống giản dị và mộc mạc nên công danh hầu như không có. Trong công việc, họ là những người rất có tài năng về mặt buôn bán và kinh doanh. Nếu phát triển sự nghiệp theo hướng này thì nữ Mậu Ngọ sẽ gặt hái được nhiều thành quả, vượt ngoài sự trông đợi. Công việc suôn sẻ, có nhiều cơ hội đến với bạn, bạn cần nắm bắt và phát huy hết sở trường của mình. Tuy nhiên, quý bạn sẽ có thể bị tai tiếng và có thể đưa đến kiện tụng, nên cần cẩn thận hơn trong việc giao tiếp và kết giao bạn bè. 4. Tài chính của tuổi Mậu Ngọ Nữ Mạng. Nữ mệnh Mậu Ngọ gặp nhiều may mắn, thịnh vượng về tài lộc khi bước sang năm tới. Nhiều người được tăng lương, cải thiện thu nhập, gặp may mắn bất ngờ. Những người kinh doanh, đầu tư gặp vận may, lợi nhuận doanh số tăng cao, đông khách đắt hàng. Trong năm tới, nữ mệnh Mậu Ngọ nên đề phòng bị mất trộm vặt, đánh rơi, làm mất, bỏ quên đồ đạc. Mua phải hàng kém chất lượng, bị kẻ xấu lợi dụng lòng tốt, vụ lợi về tiền tài, vật chất. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.